Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 18 tháng 10 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, mưa tiếp tục xảy ra ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, nhưng cường độ và diện mưa giảm hơn. Vùng mưa chính tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa. Nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực này không vượt quá mức 29 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời tiết vẫn trong trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao hơn khoảng 1 độ. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai mưa có xu hướng giảm. Ở Tây Nguyên thì mưa chỉ còn xảy ra ở các tỉnh phía Nam như là tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với lượng không nhiều. Ban ngày còn nắng gián đoạn với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Trong khi đó tại Nam Bộ sẽ có mưa nhiều hơn và vẫn xảy ra vào ban ngày, nhưng lượng mưa cũng giảm hơn so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất ngày không thay đổi nhiều, ổn định ở mức là từ 28 đến 31 độ. Thưa quý vị và bà con, mưa xảy ra nhiều ngày tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ hay cả khu vực Nam Bộ khiến cho các yếu tố môi trường ao nuôi biến đổi theo hướng bất lợi, gây ra nhiều bệnh như là bệnh đốm đỏ, bệnh giận cá, trùng bánh xe hay các bệnh do vi khuẩn, ảnh hưởng không tốt cho việc nuôi trồng thủy sản. Để hạn chế các loại bệnh sinh trưởng và phát triển trên thủy sản nuôi thì bà con cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng bệnh như sau. Đó là thường xuyên quan sát tình trạng cá tôm bơi lội trong ao. Khi có hiện tượng nổi đầu, cần xác định nguyên nhân. Nếu thiếu oxy thì cần giảm lượng thức ăn, thay một phần nước ao hoặc cấp thêm nước mới vào ao, tiến hành san thưa để giảm bớt mật độ. Thường xuyên theo dõi mực nước, màu nước trong ao để kịp thời điều chỉnh, đặc biệt là trong thời điểm có mưa để kịp thời điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, tránh gây lãng phí, ô nhiễm chất lượng nước ao. Bảo đảm môi trường ao nuôi trong cho cá tôm sạch bằng cách định kỳ bón vôi, khoáng chất, chế phẩm vi sinh cho ao nuôi, liều lượng tùy theo diện tích và đối tượng nuôi. Có thể sử dụng vôi bột cho vào túi treo ở góc ao, phía đầu gió hoặc là khu vực cho ăn để khử trùng nước. Liều lượng từ 2 cho đến 4 kg vôi một túi, treo túi với khoảng cách bằng 1/2 cho đến 1/3 độ sâu của nước. Khi vôi tan hết, tiếp tục treo túi khác. Ngoài ra thì bà con cần chú ý tăng cường sức đề kháng cho tôm cá bằng cách bổ sung vitamin C vào thức ăn hàng ngày, sử dụng men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại khu vực Bắc Bộ. Thưa quý vị và bà con, ngày mai thì trạng thái thời tiết nắng ráo vẫn duy trì trên toàn bộ khu vực với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Trời phổ biến ít mưa, nắng ráo, duy trì nhiều ngày sẽ là điều kiện thích hợp để nhện đỏ phát triển gây hại mạnh trên nhiều loài cây trồng ở Bắc Bộ, đặc biệt là trên cây chè. Để phòng trừ nhện đỏ gây hại thì bà con cần đảm bảo vườn cây thông thoáng, tỉa bỏ lá già để hạn chế nhện phát triển và lây lan, tưới nước nhiều, cung cấp đủ độ ẩm cho đất, bón phân đầy đủ, cân đối NPK giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Sử dụng biện pháp tưới phun để rửa trôi nhện. Nhện đỏ có khả năng kháng thuốc cao, chính vì vậy khi sử dụng thuốc diệt nhện thì cần luân phiên thay đổi thuốc khi sử dụng. Chú ý là bà con phải phun đồng loạt cho tất cả các cây có trong vườn, phun kỹ cả mặt trên và mặt dưới lá để đạt hiệu quả phòng trị cao nhất. Và ngay sau đây xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây vào đêm và sáng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 18 đến 24 độ, cao nhất 27 đến 30 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc của khu vực thì có mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa ở một vài nơi. Còn tại phía Nam sẽ có mưa rào và dông, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 24 độ và cao nhất từ 26 đến 31 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất từ 28 đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.